của Việt Nam mình, còn đây là hàng Thái. Về hai cái hàng này thì nó cũng xem với nhau nhé các bạn, nó là vẫn là nhựa ABS nguyên sinh và những cái tính năng, những cái hiệu năng về cái nón thì nó hầu như là một với nhau. Nhưng vì chi phí nhập khẩu và cái thương hiệu đây là thương hiệu sản xuất nó lâu đời đó các bạn, thành ra là giá thành nó sẽ cao hơn. Hi, xin chào các bạn, quay lại với kênh X55 Shop. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn một cái thương hiệu mà nó đã khá là nổi tiếng ở tại thị trường Việt Nam và những cái thị trường ở châu Á của mình, đó là Aves. Aves thì ở những năm 2012 đến 2014 thì nó ra đời một cái sản phẩm mà làm mưa làm gió ở tại thị trường Việt Nam mình, đó là Damchat. Thì các bạn hồi 2012, 2013, 2014 các bạn có nghe cái tên Damchat chưa? Cái tên Damchat nó rất là quen thuộc đối với lại những người mà sử dụng nón 3/4 ở tại thời điểm đó. Và nhiều hãng họ nhái theo như Napoli này, như Sita này, họ nhái theo và đặt cái tên đó là Damchat. Dần dần thì cái hãng Aves họ mới thay đổi về nút này, thay đổi về lót, thay đổi về màu sắc. Họ làm cho cái nón nó thay đổi hoàn toàn khác so với những cái để cho những cái nón nhái không bắt kịp theo. Đó, thì họ cho ra đời là cái tên sản phẩm là Xtreme. Xtreme thì bên mình có bán thêm là Unit và Bitone. Thì những cái sản phẩm đó thì nó hơi cao cấp, thì có dịp khác mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Thì hôm nay chủ yếu là mình giới thiệu về sản phẩm Xtreme và giá cả của sản phẩm Xtreme và chương trình của khuyến mãi của sản phẩm Xtreme. Thì đầu tiên thì mình muốn nói đến về màu sắc, thì sản phẩm Xtreme nó có rất là nhiều màu nha các bạn. Nó có tới 20 mấy màu. Đó, 20 màu. Thì trên bàn mình trưng bày hầu như là có 6 màu, nhưng tại các bạn tới cửa hàng của mình tới 20 mấy màu, tầm khoảng 22 đến 23 màu. Đó, rất là nhiều màu sắc và hãng họ phối màu rất là đặc biệt. Ví dụ như cái nón cam phối với lót cam và những cái tông màu xanh. Đó, họ phối màu rất là đặc sắc. Và các bạn nào đến cửa hàng mình thích những cái nón nổi cũng có này, thích những cái nón đơn giản cũng có. Những mình có những cái nón màu đen full, mình có những cái nón màu trắng full. Và những các bạn thích màu sắc hơn thì những cái nón màu xanh này, những nón màu hồng cho mấy bạn nữ này. Đó, các bạn có thể là lựa chọn được những cái nón phù hợp với mình. Thì mình nói thêm một chút về cái phần lót của nó. Vì hãng nắm bắt được cái xu hướng ở Việt Nam mình, cái thời tiết Việt Nam mình là thời mưa nắng bất thường á, thành ra là hãng đã làm cái lót mút lột ra được. Thời điểm 2012-13 thì mình hay lấy một cái nón mình giặt luôn cái nón luôn, chứ mình không có thể là mình tháo rời như bây giờ. Và mình có thể tháo rời, mình có tháo rời sẵn một cái nón mình sẽ giới thiệu cho các bạn luôn. Thì mình có thể tháo rời hai ốp tai và tháo rời cái phần mút bên trong. Mút bên trong á, thì họ quấn một cái lớp keo. À, lớp keo giữ, thì các bạn có thể là giặt nguyên cái nón cũng được, hoặc là các bạn có thể tháo cái keo và có thể là vệ sinh cũng được, không sao. Các bạn giặt xong, các bạn phơi khô, bạn bỏ lại. Các bạn mà không bỏ lại được, các bạn cứ ghé cửa hàng của mình, cửa hàng mình sẽ hỗ trợ bỏ giúp cho các bạn. Đó, thì mình có so sánh một xíu tại sao là những cái nón hồi xưa là họ làm là không lột được, vì họ tiết kiệm phần chi phí, họ đóng nút phần chi phí là tiết kiệm rất là nhiều. Thì những cái nón hồi trước là nó sẽ không có, bây giờ những cái nón rẻ tiền nghe này, nó không có những cái lột được phần mút nha các bạn, mình không lột được. Thì hiện tại là có một cái sản phẩm cạnh tranh rất là nhiều so với sản phẩm này, thì cái đó là M20C, đây là hàng của Việt Nam mình, còn đây là hàng Thái. Về hai cái hàng này thì nó cũng xem với nhau nha các bạn, nó là vẫn là nhựa ABS nguyên sinh và những cái tính năng, những cái hiệu năng về cái nón thì nó hầu như là một với nhau. Nhưng vì chi phí nhập khẩu và cái thương hiệu đây là thương hiệu sản xuất nó lâu đời đó các bạn, thành ra là giá thành nó sẽ cao hơn một xíu. Và cái nón này mình cũng có thể lột mút được, nút mình cũng có thể là thay thế được, nút đây cũng có thể thay thế được. Và các bạn mua nón của mình á, thì các bạn có những cái sản phẩm mà các bạn có thể mua kèm thêm là kính này, kính dây này, kính M20 này, hoặc là các bạn gắn thêm một cái đanh lưỡi phía trước. Đó, đanh lưỡi phía trước rất là thời trang, rất là đẹp. Và cái nón khi mà bạn mua mình á, yên tâm về chế độ bảo hành nha. Bên mình bảo hành cho một chiếc nón 3/4 á, thì bảo hành là tầm vòng khoảng là 3 năm. Bạn nứt vỡ thì bạn sẽ được đổi mới, các bạn bị hư nút và các bạn bị hư khóa, các bạn sẽ được thay thế hoàn toàn. Và lót mút bên mình cũng có bán lẻ nha, các bạn có ưng mua mình sẽ bán lẻ một bộ lót tầm khoảng là 150.000, và mình sẽ hỗ trợ lắp ráp cho các bạn luôn. Và trên một cái nón Aves thường thường là sẽ có những cái tem này, tem ngày giờ sản xuất này, đơn vị sản xuất này, và ở sau nón sẽ có một cái tem là tem CR, tem chứng nhận ở tại thị trường Việt Nam mình và được cấp phép bán cái sản phẩm này ở tại những cửa hàng như mình.
các bạn yên tâm về cái chất lượng của sản phẩm. Thì các bạn mà cứ đến cửa hàng mình mua thì các bạn sẽ được một cái chương trình rất là ưu đãi. Các bạn mua sản phẩm của Avet trong thời điểm bây giờ cho đến Tết, vì dịch đó mình đang có chương trình hỗ trợ cho khách hàng của mình, thì các bạn mua sẽ được giảm với giá là các bạn mua sẽ được tặng một cái kính với một bao găng tay, còn cái nón này là với giá là 690.000, các bạn sẽ tặng một cái kính và một đôi găng tay giữ ấm. Nếu các bạn không lấy kính và đôi găng tay giữ ấm thì các bạn sẽ được giảm 100.000. Các bạn mà 100.000 trên cái sản phẩm này đó. Còn những cái nón hiện tại là có 100.000 trên một sản phẩm, là còn lại là 59 nha các bạn đó. Thì những cái video clip sau thì mình sẽ giới thiệu thêm những cái sản phẩm đàn anh của cái nón này, ví dụ như là Unit hoặc là Bitron. Những cái nón nó hơi đắt một xíu, vì cái nón nó hiệu năng của nó cao lắm bạn, nhựa của nó, chất liệu của nó làm hoàn toàn cao cấp hơn so với những cái nón dòng vừa tiền, dòng giá vừa tầm như thế này. Thì mình sẽ làm, các bạn có thể là góp ý, các bạn có thể comment phía dưới, mình sẽ làm những cái video clip để phục vụ cho các bạn. Các bạn thấy hay thì nhớ ủng hộ kênh X105 Shop Official, và mình sẽ thường xuyên up những cái video về giới thiệu sản phẩm về nón cho các bạn xem. Các bạn thấy hay thì nhớ ủng hộ X105 Shop. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.